Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Vào ngoài nhu cầu hát karaoke ra thì nhu cầu xem phim nghe nhạc cũng rất là cần thiết đối với mỗi con người, mỗi cá nhân và mỗi gia đình. Chính vì nhu cầu đó thì trong video ngày hôm nay thì Hữu Duy sẽ giới thiệu đến quý vị một bộ sao ba dùng để cho chúng ta xem phim cũng như là nghe nhạc cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu JBL. Và đối với chiếc JBL 3D 9.1 này thì đây có thể coi là một bộ sao ba hay nhất tính đến thời điểm hiện tại của thương hiệu JBL. Và xin mời quý vị hãy cùng Hữu Duy theo dõi tiếp video để chúng ta cùng tìm hiểu xem với bộ sao ba này thiết kế như nào và nó có thể làm được những gì quý vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng bóc hộp để khám phá bên trong quý vị nhé. Đây chính là một chiếc vỏ hộp của chiếc JBL 39.1 True Wireless Surround. Và bây giờ Hữu Duy sẽ bóc ra quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, và đây chính là tất cả những phụ kiện cũng như là module ở trong bộ sao ba 9.1 của JBL này. Ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem từng bộ phận quý vị nhé. Trước tiên, đầu tiên chúng ta sẽ có điều khiển, như vừa nãy Hữu Duy giới thiệu rồi, điều khiển pin, sách hướng dẫn. Ok. Tiếp theo sẽ là những chiếc dây nguồn, thuộc của rất là nhiều những kiểu khác nhau, rất là nhiều những kiểu cắm điện khác nhau. Rất là nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 đầu dây nguồn, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có một dây HDMI. Một dây HDMI. Cùng với đó là những chiếc đính kèm. Những chiếc tai có thể vít này, tai này. Dùng để cố định chiếc sao ba này của chúng ta. Ở đây chúng ta cũng sẽ có 4 chiếc nắp dùng để đóng những lỗ này lại, bởi vì cái lỗ này chúng ta dùng để kết nối loa surround, Đó. Và khi chúng ta rút ra thì nhìn nó khá là thô đúng không ạ? Cho nên ở nhà thiết kế cũng rất là tâm lý khi cho chúng ta những chiếc nắp đậy lại trông nó thẩm mỹ hơn. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có hai chiếc loa surround, một đôi loa surround như quý vị nhìn có thể nhìn thấy. Đối với mỗi một chiếc loa surround này, chức năng của nó sẽ có một nút on off này, một dây kết nối này. Về nội thất của chiếc loa này sẽ bao gồm một củ loa tweeter ở đây, và một củ loa full có thể định hướng âm thanh lên phía trần nhà, và loa tweeter có thể đẩy âm thanh về phía trước của chúng ta. Hai củ loa quý vị nhé, hai củ loa surround và lực nam châm hút này, như quý vị nhìn thấy, nó sẽ hút lại với nhau, đầu nó sẽ hút lại với nhau để chúng ta có thể gắn kết với thanh sao ba này một cách rất là dễ dàng. Đó. Và đương nhiên rồi, một thanh sao ba của thương hiệu JBL. Về cấu tạo của nó sẽ bao gồm khá là nhiều loa. Ở giữa chúng ta sẽ có một loa tweeter và hai loa full range hai bên quý vị nhé. Ở giữa thì còn ba loa này, một tweeter và hai full range hai bên. Ở hai bên cạnh thì chúng ta cũng sẽ có một loa tweeter ở đây, và cạnh một loa tweeter thì sẽ có một loa full range cỡ nhỏ. Thì chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 loa. Mặt trước chúng ta đã có 7 loa rồi, đúng không ạ? Còn về mặt trên hai bên này, mỗi bên sẽ có một loa full range cỡ lớn. Và cũng đã được dập lỗ. Đây, như quý vị có thể nhìn thấy, dập lỗ để âm thanh đi ra. Đối với nhiệm vụ của hai loa full range phía trên này, sẽ đẩy âm thanh lên phía
lên trên trần nhà, và còn lại 7 củ loa ở dưới về mặt ngang này, nó sẽ đẩy âm thanh về phía trước, tạo ra cho chúng ta một hệ sinh thái âm thanh vòm. Như quý vị có thể nhìn thấy là Dolby Atmos. Đó, Dolby Atmos. Ok, và phía mặt trên cùng với đó là logo JBL. Như quý vị có thể nhìn thấy logo JBL, cùng với đó là những nút chức năng on off, tăng giảm volume và lựa chọn input. Và về mặt sau của chiếc loa này, như quý vị có thể nhìn thấy, đây chính là những đường kết nối cơ học, một cổng power kết nối dây nguồn USB, Optical, Ethernet, HDMI, In-Out. À vâng, và đó chính là những kết nối cơ bản của bộ sound bar 9.1 JBL này. Và ngoài ra nó còn có những kiểu kết nối không dây khác như là Chromecast cũng như là AirPlay của Apple. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết bị cuối cùng trong bộ sound bar này, chính là chiếc súp. Đây là một chiếc súp điện quý vị nhé, mang thương hiệu JBL. Về mặt thiết kế rất là đẹp, đúng không ạ? Mặt thiết kế nó rất là đẹp, bo tròn, bo cạnh rất là đẹp, và logo JBL rất là sáng và bóng. Thiết kế của nó sẽ bao gồm một củ bát ở gầm quý vị nhé, một củ bát ở gầm có đường kính là 25 cm, một củ bát gầm tạo ra cho chúng ta có thể tái tạo được âm trầm rất là mạnh mẽ. Cùng với đó là mặt sau đây, Hiếu Duy sẽ quay lại một chút về mặt sau của chiếc súp này. Sẽ bao gồm một lỗ thông hơi rất là lớn, cùng với đó là một ổ cắm nguồn và một ổ kết nối không dây dùng để kết nối với sao ba. Và mức công suất của cả bộ sao ba ngày hôm nay sẽ là 820W dành cho cả bộ sao ba này, và tách lẻ ra từng bộ phận một thì với một thanh sao ba công suất là 400, hai chiếc loa surround mỗi chiếc là 60W quý vị nhé, 400, 60, 60, và một cục súp của chúng ta có mức công suất là 300W. Tổng ngày hôm nay, tổng bộ dàn của sao ba 9.1 JBL này có mức công suất là 820W, cực kỳ mạnh mẽ, có thể chơi nhạc cũng như là phát nhạc, xem phim trong không gian 30, thậm chí là 40, 50 mét vuông cũng rất là ok quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử nhạc, cũng như là Hữu Duy sẽ mở một bộ phim để chúng ta hãy cùng test thử chất lượng về hình ảnh cũng như là âm thanh của bộ sound bar JBL 9.1 này quý vị nhé. Xin chào quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần test nhạc cũng như là để xem những bộ phim HD với chất lượng 4K quý vị nhé. Và chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng hai chiếc loa surround để ghép vào như thế này, cũng như là để tháo rời ra như Hữu Duy đang tháo rất là dễ dàng. Loa surround chúng ta có thể gắn vào đây để nghe trực tiếp từ phía trên xuống, hoặc là cũng có thể để lên kệ. Như quý vị có thể nhìn thấy Hữu Duy đang để lên một chiếc kệ. Tùy vào không gian phòng của chúng ta có thể bố trí hai chiếc kệ này ở đằng sau chỗ chúng ta ngồi. Giả sử chúng ta ngồi đây thì chúng ta nên để hai chiếc loa surround tầm ngang tầm tai của mình thì nghe tiếng sẽ hay hơn và có thể nghe âm thanh vòm surround hay hơn quý vị nhé. Hai chiếc loa surround sẽ để hai bên. Và mỗi loa của chúng ta còn có thêm bốn chiếc nắp dùng để đậy những phần thô này để trông chiếc loa của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Đây, Hữu Duy sẽ đậy vào nhé. Đó, để vào trông rất là thẩm mỹ đúng không ạ? Sẽ tăng thêm giá trị thẩm mỹ cho đôi loa của chúng ta. Đây, còn chúng ta sẽ đậy để lại trên này. Đó, rất là đẹp đúng không quý vị? Bo tròn góc cạnh. Đây đây. Thế là xong. Và với đôi loa surround này của chúng ta có thể hoạt động bền bỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ quý vị nhé. Còn sạc pin như nào? Sạc pin chúng ta không cần phải dây dợ gì đâu. Chúng ta chỉ cần tháo nó ra và gắn lại trực tiếp vào chiếc sao ba là chiếc surround của chúng ta đã được sạc pin rồi quý vị nhé. Sạc pin cũng rất là dễ dàng. Đó, và nó chính là hoàn toàn không dây quý vị nhé, không dây, không hề cần phải cắm thêm một chút dây dợ nào để sạc pin. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng ta cùng đến với một bộ phim cũng như là một bản nhạc bolero và remix để chúng ta cùng tìm hiểu về chất tiếng cũng như là trải nghiệm về chất tiếng, về tính năng xem phim của bộ dàn ngày hôm nay quý vị nhé.
Godzilla. Thương đến khi mình hòa lấy nhau.
Dạ vâng thưa quý vị, và vừa rồi quý vị cũng đã vừa được trải nghiệm xem phim cũng như là nghe nhạc thông qua bộ dàn Saba 9.1 mang thương hiệu JBL này rồi. Và ý kiến của quý vị như thế nào? Hãy để lại phần dưới comment quý vị nhé. Và có thể nói với bộ Saba JBL 9.1 này, đây là một bộ phải gọi là hay nhất tính đến thời điểm hiện tại của thương hiệu JBL. Dạ vâng, đó, và với mức giá là 21.165.000 là chúng ta đã sở hữu một bộ Saba rất là hay và chất lượng này đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể biến căn nhà của chúng ta thành một rạp chiếu phim mini cũng như là một nhà hát mini để chúng ta có thể xem phim cũng như là nghe nhạc một cách chất lượng nhất và chuyên nghiệp nhất quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay của Bảo Châu Elec, và đừng quên nhấn like, share và bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Elec. Quý vị mua hàng tại Bảo Châu Elec, quý vị sẽ được miễn phí setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng có hỗ trợ trả góp dành cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!